quý vị và các bạn, để giúp cho các khách hàng biết lợi ích của việc không sử dụng tiền mặt trong thanh toán tiền điện, từ giữa tháng 9 đến nay, Công ty Điện lực Hưng Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân và mời gọi các nhà cung cấp các dịch vụ thanh toán tiền điện điện tử và các hình thức khác thông qua tài khoản ngân hàng, qua đó góp phần nâng cao ý thức không sử dụng tiền mặt trong các hoạt động phải sử dụng tiền tệ trên địa bàn tỉnh. Công ty Điện lực Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai tuyên truyền vận động tới 100% khách hàng về lợi ích thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. 9 trên 9 điện lực trực thuộc công ty đã triển khai các công việc liên quan nhằm hoàn thành kế hoạch truyền thông đề ra, đặc biệt là các vùng nông thôn khi mà nhiều người chưa có thói quen và điều kiện để thanh toán không dùng tiền mặt. Điện lực Mỹ Hào chúng tôi đã thực hiện ký kết hợp đồng tuyên truyền Ủy ban thị xã và gửi các cái thông báo tới các chính quyền địa phương để mọi người dân đều biết được cái lợi ích của thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Trực tiếp Điện lực Yên Mỹ đã làm việc với các cơ quan ban ngành, các trường học mà đã trả thẻ cho cán bộ công nhân viên qua ngân hàng thì đã trực tiếp làm việc với các đồng chí trong đơn vị và tuyên truyền nội dung thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Trong tháng 9 năm nay, Công ty Điện lực Hưng Yên đã tổ chức hội thảo và ký kết với các doanh nghiệp có dịch vụ thanh toán trực tuyến của các nhà kinh doanh viễn thông trên địa bàn như ECPay, ViettelPay, EZPay. Bên cạnh đó, công ty đã in ấn trên 36.000 tờ rơi, trên 7.000 poster và 9 banner để phân phát ở các địa điểm tập trung đông dân cư. Ngoài ra, công ty còn phối hợp với đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể tham gia diễu hành tuyên truyền lợi ích thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Qua đó, bước đầu đã tạo sự chuyển biến. Không nộp tiền mặt tiền điện khoảng độ 2-3 năm nay trở lại đây, tôi thấy tiện ích là rất tiện lợi. Tôi không phải đi đến nơi để nộp tiền điện và ngân hàng sẽ trích vào tài khoản của tôi và ngoài ra không mất một loại phí nào khác khi trả tiền điện. Có rất nhiều lợi ích cho không chỉ hai bên, cửa hàng Johnny B cũng như là bên ngành điện mà còn có những bên khác. Chúng tôi sẽ không cần phải quan tâm tới là ngày nào mình đi nộp tiền điện hay nộp trễ là sẽ bị cắt điện. Được biết sau đợt tuyên truyền, số khách hàng thanh toán tiền điện trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt trên 70%. Mặc dù vậy, để đảm bảo kế hoạch 100% khách hàng không sử dụng tiền mặt thanh toán tiền điện, thì sự vào cuộc của các cấp chính quyền đóng vai trò then chốt.